Nhà thuốc cho em hỏi là em trai của em hiện nay đang bị viêm gan B và hiện đang uống thuốc tây, thì có thể kết hợp thêm với cây xạ đen có được hay không? Mong nhà thuốc giải đáp giúp em. Em xin cảm ơn ạ. Chào bạn, bệnh viêm gan B thì uống cây xạ đen được bình thường bạn nhé. Cây xạ đen là một vị thuốc có tác dụng kháng viêm, giải độc. Ngoài ra thì vị thuốc này cũng có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B rất là tốt. Vì vậy thì trong trường hợp này, bệnh nhân có thể sử dụng cây xạ đen được bình thường. Hiện tại thì bệnh nhân đang uống thuốc tây thì có thể sử dụng cây xạ đen, nên cách thời gian uống thuốc tây khoảng 1 giờ đồng hồ bạn nhé. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.